là ngày 12 tháng 12 năm 2019, chùa Hội An Đức cùng chính quyền địa phương trao cho hoàn cảnh bà cô Số Thị Dũa do em Nguyễn Trường Sơn tài trợ là 500.000, nhưng mà mua hiện vật đấy là lần thứ ba. Thì bác Cơ Ba Hờ Linh, em bác Ẩn Danh tài trợ là 400.000 mua hiện vật lần thứ ba, và cụ bà Mỹ Nắng, em Ẩn Danh ở Nha Trang tài trợ là 600.000 tiền mặt lần thứ ba. Cô thay mặt cho ba hoàn cảnh này cảm ơn ba nhà tài trợ đã hỗ trợ cho ba hoàn cảnh. Thì cô cũng chúc ba nhà tài trợ luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Nguyễn Trường Sơn đã giúp đỡ hỗ trợ cho bà Số Thị Dũa. Xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn bác Ẩn Danh đã giúp cho cái bà Cơ Ba Hờ Linh, tôi thay chính quyền đi nhận giùm cho bà. Cảm ơn. Xin cảm ơn chùa Ẩn Danh ở Nha Trang, và cảm ơn đưa cho bà mẹ tôi mới lặng. Xin cảm ơn. Đây này, con để ngang này này, đấy, đấy, đấy.